Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Mình có nhìn nhầm không hay là con xe này nó mở cái nắp capo lên nó chạy vậy? Mình nhìn từ phía sau mình thấy nó rồi nhưng mình thấy nó kỳ kỳ sao á. Nó có cái gì đó nó không có đúng ở đây, nó sai sai đây nè. Thì ra đây là lý do. Ủa sao nó capo mở cao dữ? Ủa làm nhanh vậy anh? Anh ơi. Ủa ông làm cái gì đâu mà? Anh ơi chưa đóng cái nắp capo anh ơi chưa có thay mà. Anh ơi, thằng nhân viên nó làm kỳ cục sao á các bạn ơi. Nó không thèm đóng nắp capo cho khách luôn. U là trời. Hèn gì hồi nãy có cái sự tích lúc đầu mà có con xe nó chạy nó hả cái nắp capo lên là mình thấy nó lạ lạ rồi. Thì ra là do mấy nhân viên của mình làm. Hay đấy, hay đấy.